Vợ mình đâu có buồn đâu, suốt ngày đi chơi, bỏ con đi Sài Gòn chơi xong rồi lên còn đổ lỗi cho mình. Vương Thế Thôi livestream với thái độ vênh váo, đổ hết tội lỗi lên đầu vợ cũ. Sau khi bị dư luận tấn công dữ dội vì bỏ vợ, bỏ con, đi bay lắc gái gú ngày đêm, mới đây, TikToker Vương Thế Thôi đã chính thức ngoi lên livestream giải bày tâm sự với cư dân mạng về những chuyện mà mọi người bỏ ngoài lề. Tuy nhiên, ai nghe xong cũng chỉ buông lời dè bỉu, mỉa mai, đàn ông mà khoái mặc váy quá trời. Mình đang làm gì vậy? Tự nhiên mình đi lấy mình dọn đồ bỏ đi các kiểu thì mình nhận ra mình sai rồi. Thì mình thôi xin lỗi vợ mình lên nhà mình đừng diện nặng 3-4 tiếng đồng hồ mình mua đồ ăn lên cho vợ mình các kiểu. Mình làm đủ mọi cách để xin lỗi. Nhưng mà mình lấy mình đừng đợi 3-4 tiếng diện nặng. Mình bỏ đồ ăn được nhà thì mình thấy bố vợ mình đi ra mình cứ nghĩ là mở cửa cho mình đi vào đi gặp vợ mình. Nhưng không phải đi ra con vực cái đồ ăn của mình xuống dưới này thì mình buồn quá mình mới đi về. Có vẻ Vương Thế Thôi muốn nhân lúc mọi chuyện đang dần lắng xuống để tẩy trắng bản thân, thao túng tâm lý cộng đồng mạng rằng bản thân cũng là nạn nhân trong vụ việc lần này. Anh chàng bày ra vẻ mặt đáng thương, kể lại quá trình mình xin lỗi vợ vất vả như thế nào. TikToker cho biết bản thân và bố mẹ đã làm sai nhiều chuyện nên hết sức hối cải, tìm mọi cách để hàn gắn gia đình, chấp nhận chịu thiệt ở rể chờ đến ngày vợ sinh. Nói về mình chửi bố mẹ mình chửi rất là kinh khủng vì lúc ấy mình là thực ra mình quá tức. Thì lúc mình chửi ấy, thì bố mẹ mình cũng tức. Mà cái tức để bố mẹ mình là dồn sáng cho vợ mình rồi đứng trước camera có những cái hành động như trong video đấy. Và tối đó thì vợ mình lại tha thứ cho mình rồi mình lại đến ở rể một lần nữa. Mặc dù hai gia đình đều sai nhưng mình lên ở rể thêm một lần nữa thì mình không giữ cái tôi nhưng mình vẫn xin lỗi gia đình vợ, xin lỗi tất cả mọi người. Mình vẫn ở như vậy cho đến mình đến lúc vợ mình đẻ thì mình nói chung là mình không kể lại những cái đấy nhận những cái đấy thì bình thường người ta nào cũng phải làm như vậy thôi. Sau khi kể khổ xong xuôi, Vương Thế Thôi lật bài ngửa, bóc phốt ngược lại vợ cũ, tranh thủ tìm sự đồng cảm từ dân tình. Anh chàng bất mãn chia sẻ mọi người tố xích chỉ nghe từ một phía mà bênh vực, an ủi rồi tung hô Hoàng Phương Thi, trong khi cô vừa sinh con xong đã bỏ con lại cho bố mẹ rồi vì vù khắp nơi, ngoài đời không hề tỏ ra buồn tủi như giọng văn trên mạng. Mình cảm thấy là cộng đồng mạng là rất là gọi là toxic. Có thể chửi mình là không thương vợ, không thương con, vợ bỏ con này kia. Còn chuyện mọi người tung hô vợ mình ấy, mình nghĩ mọi người an ủi vợ mình. Nếu như mà vợ mình buông bà mình kiểu này kia thì mọi người nên an ủi. Trong khi mình nghĩ là vợ mình được nhiều mức. Đấy thôi. Cộng đồng mạng xem xong livestream của Vương Thế Thôi thì đứng hình cho rằng ca này khó cứu. Ai cũng chê cái cách anh ta bêu xấu vợ để tẩy trắng cho lỗi lầm khó chữa của bản thân. Có vẻ anh chàng cay cú vì chỉ có một mình bị dí xuống vũng bùn nên muốn lôi vợ cũ xuống cùng cho vui. Nói chung là có hối lỗi nhưng không đáng kể. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về lần livestream tẩy trắng lộ liễu này của TikToker Vương Thế Thôi? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!